ôi khó đi quá. Đi vào nhà đấy. Anh báo đi vào. Con ơi.
bội lắm. Rồi, đúng là chú. Này. Con cháu về muộn đấy, đưa cầm giỏ cho, đi vào nhà đấy, cầm nhá. Cháu vất vả quá, anh báo đi làm mà, ông ở ông nói cho, lấy cháu nghỉ ngơi tí đi. Làm lắm là sẵn về ông con mình nấu cách không con nhỉ em? Thế cô sẽ đi là thấy lâu cháu về nhé. Đúng rồi con ạ. Thank you.
Ơi. Ừ, con rửa chảo xem mới cho ông nhé. Con này, sáng nay con đi lấy khế có trèo hay là con chọc? Trèo à? Lần sau là đào gái đừng trèo nhá. Trèo lần sau ngáo đấy. Sáng ông quê đâu không được dặn con. Con lần sau con đi con lấy con dung nhá, cho nó dụng lấy nhá. Con đừng trèo nhá, nguy hiểm lắm nhá. Con là đàn bà. Táo anh về quê buồn lắm, tao biết con buồn lắm. Cố gắng một hai ngày nữa anh về là anh Táo về mà.
Ủa nhưng mà tao có ngồi con rửa đi. Cho vào luộc này. Sao chưa bê vào? Ông no con làm vất vả đói. Con bê vào đi. Ông bê vào cây chú hỏi. Con ơi, ông ngá rồi, bẩn hết này. Trơn quá. Sao con đây? Mưa cẩn thận vào. Trơn bẩn hết này. Ây. Thật ui. Ui. Trơn khó. Con bị ăn thao đau quá, đầu uống đau. Ui, khó đi quá. Ông cẩn thận nào. Đi. Con náo bẩn hết rồi, ông đi thay đi, con đi gặp cho. Ui. 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 Thank you.
Con này, cơm từ kia dọn ăn thì không có đói. Ông đỡ đỡ chưa? Đỡ là nó bước đầu rồi. Ngon không? Ngon thế. Nói từ từ ăn bạn. Chiều ông đi chợ với con nhá. Có một mình con đi không, ông không yên tâm. Có cắp đậu ăn đi. Con ạ, tao bật mí cho con những cái thế này phơi ra khô để kho cá ngon lắm con ạ. Thế ạ? Ừ. Khỏe không? Có phải nhớ nhớ dùng gì mang táo anh báo không ạ? Vâng ạ. Con đưa ông cho cháu ăn, con dọn dẹp rửa bát đi. Vâng ạ. Ăn đây. Ngon nhá. Ăn đi. Con ơi, sao con rửa bát, sao con nấu thêm ngô cho chó ăn nhá, ăn không đủ đâu. Thank you.
Muộn rồi, con đi chợ đây. Ừ. Con đi cùng con ấy. Vâng ạ, con đi một mình cũng được. Ừ, thì con đi theo nữa đi cho. Ừ. Con đi chợ nhé. Vâng. Thank you.
Con ơi, ông nấu đường cho con xong rồi này. Đi vào nhà chỗ. Con này. Dạ. Con thằng đi ngồi nhé. Ông nấu đường cho con xong rồi. Con vào trong ăn một. Xoắn cho. Thank you.
cho. Đi, đi vào nhà cho. Đưa ông gửi cho. Cầm rồi đó. Vào nhà. Để lấy ông gửi cho. Cẩn thận. Rồi nghe quả kia đi. À, có cá hết bưởi trong vườn, còn bưởi không? Còn nhiều lắm không ạ? Có ăn, có các ít về mang đi bán thôi. Ừ. Rồi con dậy vào giá nó đậu đi. Nhà ông nó xong học cơm với canh rồi giá lận xong ông con mình ăn cơm. Vâng ạ. Con, dạ. Được cơm nhanh nhanh, chuẩn bị đồ ra chợ cho sớm. Vâng. Không bao hoa cơm, ông cơm đâu. Chợ có mặc áo ấm vào nhé, đội mũ vào, không ốm. Ăn cơm đi. Đi chợ cho mặc áo ấm à, còn phải lo cho hai đứa em đấy. Vâng ạ. Xong dọn mâm cho chó ăn. Ông nấu đường cho con xong rồi này. Con ơi, ông nấu đường cho con xong rồi. Con vào và hải chiếu nằm thử cho nào. Con chắc chắn chưa? Vâng. Đẹp con quá. Ừ, con chéo anh ngồi thử nhau, rung mặt lên sao chắc chưa? Chắc chắn rồi, con thích quá không ạ? Tốt rồi. Dặn này anh Pháo bao lần thì không nhớ đâu. Này. Không. Yeah.
đây núi. Chưa đâu cần khép đâu. Có bà cháu ăn một không? Xoắn cho chắc vào. Đập mạnh nó xuống, cần nên dấu mới phát nó chặt xuống. Phát lên đi. Đó. Mang lấy chôn nào, cho xuống nào. Đầm mới mạnh xuống. Đúng rồi. Cho nồi hấp thật đi.
vừa rồi đủ đủ tầm nó gáy chuốt đấy. Tạm thế ra thôi, về thu xếp đi chợ đi cho sớm đi. Con về đi. Thank you.
nó cho lên 40 nhá, mới câu xong. Ô, con năm lạng đấy bà. Chúng tôi đang xả hàng giá rẻ cho bà con cô bác. Lâu Thank you.
vào nhà đi.
được. Em làm bạn gái anh nhé. Có thu hoạch được nhiều không? Đi, vào nhà đi. Ừ, con nghỉ ngơi làm ở nhà đấy. Ừ. Chốc hàng con mình đi chợ không mới được. Ừ. Con này, dạ. Lấy dao ông con mình đi chặt chè đi. Ừ. Chốc ông con mình đi chợ. Ông định mở rộng thêm bếp này, đun ra ngoài cho nó đỡ khói.
táo đi lâu lắm không thấy về nhỉ, ông lo lắm. Thôi con ạ. Con này. Dạ. Thôi đi rừng đi, hai ông con mình đi rửa hoa đi, đi chợ cho sớm đi. Vâng. Đi, con mình xuống. Con này. Dạ. Quên dao rồi, con lấy dao về cho ông ấy. Bụi lắm ạ. Ông con mình mang xuống đi rửa đi, rửa mang chợ bán đi. Con ra lấy rổ với lấy chi xô đi. Ông xách cái này. Đi thật nhá, chỗ nhá. Đi con có để xuống con về lấy cái mẹt đi con. Vâng. Đưa ông lấy đi. Lấy con lấy mình lấy mẹt đi. Đây quá, thôi lúc. Con này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quần rồi ông đi chợ với con nhá. Vâng ạ. Ra chợ con đi. Để con sách cho. Ừ, con sách cho ông. Yeah.
Thank you.
phóng cái vải mà. Con mình về trời tối quá nhỉ con nhỉ? Vâng. Không, con nhỉ, con nấu cơm nhá. Không, con mình nấu cơm nhá. Ăn. Con nghỉ tí không đi, con cơm nước nấu cơm nước ăn đi. Ông con mình ăn sớm đi. Vâng. Ông con mình ăn cơm buồn nhỉ, có khi mai báo về con nhỉ? Vâng, chắc mai anh báo về rồi. Mai ông con phải ra đó sớm nhỉ. Vâng. Mang cho vào luộc nhỉ. Vâng. Luộc chấm mắm ăn. Vâng. Thank you.
cơm. Ông thấy chó nào vất vả quá, ông mua ít thức ăn về để bù bổ cho chó. Vâng. Ông nhớ anh Báo quá. Con có nhớ không? Con nhớ anh Báo lắm. Cháu ăn đi, cho các bạn. Cháu dọn dẹp đi. Ông ăn xong rồi. Dọn mâm đũa bát đi, con cho chó ăn đi. Thank you.